kể từ hỗn độn sơ khai, cái là thời mà thụ hay kể trái đất nó còn một cái dòng lửa đó, thì mẹ cha xuống là lập trái đất này cho chúng ta ở. Cho nên có mấy lần á mấy vị mới nói cái trái đất này á, đảo Hoàng Sa hay những lãnh thổ nó không có thuộc về của ai hết, của cha mẹ thôi. Nhưng mà nước nào nghiệp nhiều, nước nào tu nhiều tu ít, ở trên chỉ tính là như vậy. Thì nước nào mà nhiều người đọc kinh niệm Phật thì nước đó sẽ được những cái ân sủng của những cái phần lãnh thổ của họ, và nước đó sẽ bớt đi có thiên tai nạn đói thế này thế nọ. Sau này nước Miên hay là Thái thì của một trăm giống dân của Lạc Việt á, thì sau này sẽ trở lại gom lại hết Quảng Đông, Quảng Tây, người Hồng Kông, người Tiều, người Hẹ đều là người Việt. Chẳng hạn giờ họ không biết là họ nói tiếng, có thể họ biết nhưng mà không ai khơi lại. Sau này sẽ có người viết lại lịch sử, nhắc lại hết, thì tự động là nhập về hết. Linh thần chân khí hợp điện, chân khí nó nghĩa là cái chân linh của mình, là cái hình hài của mình, mà hình hài trong cõi vô vi là của mẹ trò đó, mà hình hài nó quan trọng lắm á. Hình hài là tiên á, là hình chư thiên. Còn cái chân linh, linh nó nghe là cái tánh khôn của mình đó, là của cha đó. Thì mình có cha với mẹ, rồi mình có cha mẹ thế gian nữa. Cha mẹ thế gian là tạm thời để mà mang thân người mình chịu khổ, chịu nắng, chịu mưa, chịu đói, để mà mình tu tập, để mình đi về. Có những người có hiếu, dĩ nhiên mình phải có hiếu với cha mẹ trần thì mình mới có hiếu với cha mẹ trời, đúng không? Nhưng mà cha mẹ trời mới là cha mẹ vĩnh cửu của mình. Trái đất này lúc mà mẹ thành lập, mẹ đã đặt ra cái nền móng phải là ăn ở đàng hoàng, hiền từ, chân thiện mỹ. Tới ngày hôm nay thiên ma nó xuống, nó chống chọi với cha, chống chọi với thiên đình, nó đặt con cháu nó xuống để mà nó mới thống trị cái quả địa cầu này. Thì cái bài kính thiên số 1 á, là lúc đó cái phụ tái sanh còn nhỏ mà, thì mẹ ra cái bài kính thiên số 1, tất cả các vị thiện thần để mà là thành lập lại cái xã hội mới hoàng kim trong tương lai đó, dùng cái bài kính thiên số 1 làm kim chỉ nam. Thì hôm nay có ông nhạc sư Lê Phong ông phổ nhạc ra đó, mà bữa phổ nhạc thì mẹ cũng đồng ý cho, nhưng mà nhẹ nhàng thì ok. Rồi đến ngày mà bắt đầu cái quả địa cầu này nó rung chuyển, nó phải lãnh cái nghiệp quả mà chúng ta vô tình, vô tình cũng giống như mấy Phật tử mà vô tình tiếp tay cho mấy ông thầy quốc danh, hay là cái thể chế cộng sản mà nó nhồi sọ bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu lớp tuổi trẻ, nhất là Việt Nam mình thấy đó, giống như Bắc Hàn đó, họ cũng như zombie chẳng khác nào hết, tại họ có hiểu. Hôm nay Kim Jong Un nói ok chống Mỹ, 800 thằng zombie lên giơ tay liền, tại zombie nó hăng lắm, nó không có cái tinh thần đạo đức nữa, nhưng mà nó chỉ biết như vậy là nó cứ chạy theo thôi. Mỗi lần Kim Jong Un khóc thì cả mấy chục triệu dân Bắc Hàn khóc, cứ nghe là nó như zombie. Cho nên nước Việt mình á, con làm cái gì nói xém một chút thành đồ đồng đồ đá rồi, thái tử mà không xuất hiện là nước Việt thành đồ đồng đồ đá, cũng như Bắc Hàn vậy đó, có gì nói mà ghê không. Nhưng mà nó là thuộc dạng giống như cảm tử quân mà của ôm bom tự sát ở bên Trung Đông vậy đó, hay là cái nhóm lái máy bay mà bay vô hai cái tòa tháp của Mỹ. Thì Bắc Hàn bây giờ nó như vậy rồi, muốn quay đầu tụi nó khó lắm, nó phải bỏ ra ít nhất vài thế hệ sau khi Thượng Đế xử xong cái màn này thì cũng cứu dân Bắc Hàn. Thì Hồ có nói là Bắc Nam
sẽ tự thống nhất á. Lần Phố Hồ Xa 5-7 năm trước nó lên núi Thọ Vắng á, thì cái clip đó những gì nói ngày hôm đó tới hồi ngày hôm nay từ từ đi sẽ lộ. Chỉ riêng nước Việt Nam có Đại Phước Đức Thầy tái sanh vô nước Việt là một vị Phật. Sư phụ là con của cha, một trong 12 người con của Thượng Đế xuống trần tái sanh như nước Việt là đệ tử của Ngài. Cùng một lúc biết bao nhiêu vị thiên thần, thánh thần, thiện thần, mấy nghìn người tái sanh vào nước Việt. Cho nên nước Việt mình không có bị thành zombie. Cho nên Tông hôm nay cũng y chang như Bắc Hàn, y chang Cuba vậy đó. Nó khác gì đâu, nó chỉ cần 100 năm thôi là nó nhồi sọ là thành zombie rồi. Bây giờ con cháu họ Thiên bên nước Việt á cũng biết Thượng Đế là ai rồi, cha trời mẹ đất rồi, cũng biết cái lon sữa bò ngày xưa ông bà tổ tiên của mình á để ở ngoài sân khấn lại. Ngày xưa thì cứ khấn ông trời, khấn ông thiên, thiên với trời dịch ra lại vậy là cha mình á, đúng không? Những cái phong tục tập quán của mình bao nhiêu nghìn năm đều có. Chẳng qua cái thời gần đây á là gọi là Phật mà khi mà bị quỷ dương á, nở ngay cái gốc cây á, nó hăm dọa Phật á, con cháu của tao mặc áo vàng cạo tóc để mà phá hoại nhà ngươi á, thì từ đó mình mới quên cha thôi nha. Mà từ đó bữa tới giờ là 80 năm quên thiệt á. Mà hôm nay có một số người còn nhớ là có phước, phước của cha, phước của mẹ chứ không phải phước của họ. Tại vì khi những đứa con mà vô minh á bị tiêu xác lưu hồn á, người đau lòng nhất là Phật và cha. Cho nên hôm nay họ nhớ lại thiên tâm, nhớ lại cha mẹ hay là phước của bề trên, phước của sư phụ xuống đây lùa mà lùa cũng còn kịp á, chứ không phải phước của họ. Đây, họ vô tri mà đâu biết gì đâu. Bây giờ con nghĩ thử 800.000 muôn ngàn qua đó nó xung phong lên để nó chống Mỹ. Rồi mỗi lần mà Kim Jong Un mà làm gì cả đống nó khóc cả hụ hụ mà khóc chảy nước mắt thiệt á. Con nghĩ như thế nào? Nó cũng là con người á nhưng mà mất lý trí. Thế tội không? Bởi vì có mấy thằng bạn mà như nó làm trong xanh xanh ở Nam Hàn á, nó nhìn thấy nó cũng tức cười nữa. Cái miền Nam miền Bắc của nước Đại Hàn á, tụi nó nhìn cái người Bắc Hàn nó tội nghiệp, nó thương mà nó thương tội nghiệp mà không biết sao giải thích. Mà giải thích làm đúng á, nó bị bắn dài cho bom nguyên tử vô Seoul còn chết nữa. Thế nên Bắc Nam của mình hôm nay Sài Gòn với Hà Nội á thì cũng còn đỡ hơn là giữa Triều Tiên với miền Nam của Nam Hàn. Đó là cái phước của trời. Chết chết sống sống dở dở gương vậy đi. Đến khi nào mà đem Bác Hồ đi thiêu á thì lúc đó hãy tính. Còn Bác Hồ chưa thiêu dân vẫn khổ vẫn đói, lên thì không lên, chết thì không chết, cứ eo eo ụt vậy đó. Mạnh ai cắn nhau rồi sống. Nghĩa là bây giờ bển ai có một chút tiền là sẽ bị thăm hỏi. Hôm nay mình thấy 8 cô chiêu đãi viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Pháp về rồi bị bắt vào cái tội bỏ mấy cái phiện vô trong mấy chai kem đánh răng á. Giờ tôi hỏi ngược lại tất cả quý vị ngồi đây, thương mấy cô đó hay là ghét mấy cổ? Ai đứng lên phát biểu, cầm microphone. Ai lạnh miệng nói đây đây là ngồi sau lưng chu chu cái miệng à, nói chắc nói giỏi thôi. Nói về 8 cô đó không, để mình phân tách để mình suy nghĩ nên thương cổ hay là nên ghét cổ. Hiện giờ cổ mấy 8 cô đó đang bị kết tội là buôn lậu bạch phiến, sẽ bị có thể tử hình đó. Dạ thưa sư phụ, kính thưa quý huynh đệ, để gần vô nó theo ý của con thì con nghĩ đó là những cái mà họ thiếu,
cái trách nhiệm và cái bổn phận, họ không hiểu được cái đem những cái thứ đó vô để mà hại cái tuổi trẻ. Thành ra cái phần đó nó có gì chút có lợi riêng thì đó là cũng là một cái lối nghĩ suy nghĩ nó cạn cùng trong cái một cái chế độ mà nó làm bần cùng quá nhân loại, nhân dân ở trong đất nước. Thành ra những cái chiêu đãi viên đó họ lợi dụng cái cơ hội đó để họ làm giàu, nhưng mà họ quên cái trách nhiệm và cái bổn phận rồi, họ đã hại cái tuổi trẻ. Thì cái đó con nghĩ một phần thương, nhưng mà về cái tội ở xã hội thì nên thường xử. Thưa sư phụ, có ai có cái hình đó không ta, đưa hộ đưa lên này, có cái hình mấy cô gửi qua máy cho hộ, hộ lên màn hình này liền. Thế nào, có cái hình đó không? Bấm. Bốn là tám. Ờ, có cái hình không gửi qua liền ấy. Trời ơi, tướng mà cũng cao cũng đẹp. Cái là tiên gián trần đó, bây giờ cũng sẽ bị đỏ. Bây giờ vô họp nó không còn nghiệp mấy cô tiên này. Gửi qua máy cho hộ. Mụ cho lên đây coi. Bấm Google quá. Trần Anh Thư cũng giỏi nghe. Con có coi tin tức qua nhưng con lướt qua thì con cũng không có để ý tới. Cái mình đang bông, cái này là bông thung lũng hoa vàng không? Nghĩ cái đó là cái xã hội nó đã như vậy thì mình có quan tâm. Bốn cô hả? Áo vàng chắc là trưởng hả? Để thù nói, thù đang hỏi về một cái câu hỏi mình phải nói gọn là thương hay là ghét, đúng không? Theo chú phụ thấy là nên thương. Tại vì một cái quốc gia nó cùng cực, con người mấy cô này phải có tài năng, gọi là mình gọi là star đó. Mấy cô này đâu có khác gì như ca sĩ Phi Nhung hay mấy ca sĩ nổi tiếng của mình đâu, đúng không? Rồi lại có tài nữa. Mà phải là hiền và đẹp mới được chọn vô, nhiều lúc không biết tu thôi. Chứ địa ngục lên nó đâu có tướng tá ngon kiểu này. Vì quốc gia nghèo quá, cho nên suy nghĩ đủ thứ. Mà đến lúc mà không có tu tập á, thì là sai một ly đi ngàn dặm. Đó là lý do tại sao chúng ta mỗi ngày điều phải gờ cái cổ mình, mỗi lần nhìn cái dấu này mình sẽ không có sai phạm đó. Nếu mà mấy cô này không bị tử hình, ở tù nhất nhất cũng 20 năm á, con thấy hết một đời người uổng không? Và đồng thời mình qua mấy sự vụ này mình biết được nước Việt Nam mình lạ lắm em ơi. Chuyện gì cũng xảy ra, xanh dùm, qua Đài Loan xanh dùm, qua Tàu xanh dùm, mang tiếng đi du học sinh chứ qua bên Nhật toàn là chạy bàn không à. Mang tiếng đi Nam Hàn chứ cũng toàn là đi lao động bằng sức không à, chứ không có nghề ngỏng gì hết. Qua Mỹ là sướng nhất, nhưng mà cuối cùng cũng là đa số 70% mở tiệm nail thôi. Chứ làm sao mà học general mà ra được kỹ sư? Dễ gì học nổi. Cho nên mình phải khám cho mấy cô này sớm ra khỏi tù nha con. À, không phải lỗi của tổ. Đó là một cái nạn của một cái xã hội. Tại sao nước Việt, mấy vị nói không có Phật Thánh Tiên hạ phàm vô nước Việt, nước Việt sẽ thành đồ đồng, đồ đá. Cả những người trí thức này, những người mega này, những người star này, những người nổi tiếng này mà hôm nay cũng đến độ đó. Thì huống hồ chi ở những vùng đồng quê mà những đứa con mà bữa cái đợt Covid hồi năm 2018-19 Việt Nam chết, cha mẹ nó
bỏ nó sống lay lắt đầy ngoài đường, bây giờ không có nơi nhà ở thì làm gì được cầm viết cầm tập đến trường để mà học được cái hay cái khôn. Những đứa trẻ này nó ngủ đầy lờ đường ngay lúc này nè, không ai lo cho nó. Ông bà ngoại thì chết rồi, cô gì lo cũng không xong, chú thì cũng không lo. Nó sẽ thành cái gì? Nó thành một đảng cướp khủng khiếp cho nước Việt trong tương lai đó. Không suy nghĩ đi, nó đói mà, trước tiên là có thực mới được đạo đúng không? Ngày qua mình đi cả buổi để về mà không có một chim nữa là thôi, mình đâu có ca nổi. Thì mấy đứa nhỏ cũng vậy, mấy cô này cũng vậy đó à. Cái bao tử nó quan trọng lắm. Chứ hụt không có cơm thì cũng chưa hụt ngồi đây. Nó hồi cũng đói bụng nữa. Một giờ rồi. Hả? Một giờ. Thì giờ một giờ. Cái vừa nói nó đói bụng liền thiệt. Mình kiếm chút thịt đi ha. Bữa nay ngồi chơi chơi thôi, bữa giờ nói 3-4 ngày. Thật sự lên đây nói là mấy con chỉ ngồi nghe nó không có mệt. Cái hồn á, trước Tết tới giờ á, vì thương các đệ tử, thương những người Việt ở bển đang khổ, mà bữa lên nói để cho người ta hiểu có chút tinh thần. Chứ hồn không có điển trong người mà cha mẹ không cho chút khỏe đó, hồn cũng không biết làm sao làm nổi á. Cũng may là có Mỹ Hạnh với Ngân với Trinh nổ cho cơm cho hộ ăn rồi nhai nhai. Ok, xin tôi cơm tiếp. Giờ cũng khô khổ nè, ngày hôm qua ca quá, quậy quá, giờ khô khổ. Với cái bông phấn ngày hôm qua nó ai đó chị á. Cứ để vậy đi con. Break time đi. Chứ nó hoài cũng chừng đó.